Thái, anh định tránh mặt em tới bao giờ nữa hả anh Thái? Ủa Hải Yến, sao em lại tới đây nữa? Không phải là mình đã chấm dứt từ lâu rồi sao em? Tại em điện thoại nhiều lần cho anh mà anh hỏng có bắt máy. Điện Zalo, Facebook anh cũng chặn em luôn rồi. Nên buộc lòng em mới tới tận nhà để tìm anh nè. Được rồi, được rồi, em về đi. Có gì anh sẽ điện cho em sao? Nghe, vậy nghe. Vợ anh đi chợ sắp về tới rồi đó. Về liền giùm đi nghe em. Nhưng em có chuyện này muốn nói cho anh biết rồi em mới về. Được rồi, được rồi, để đó đi, khi nào gặp rồi sẽ nói luôn nha em. Em về đi, về đi mà, về đi em nghe. Không, em không có về. Hôm nay gặp được anh rồi, em nói cho anh biết xong rồi em mới chịu về. Ờ thì vậy thôi, được rồi, có chuyện gì em nói mau đi, để anh còn đóng cửa lại, không thôi vợ anh đi về tới là chết cả đám luôn đó. Anh Thái ơi, mình đã yêu nhau mặn nồng tha thiết, em đâu có ngờ tình yêu ấy đã kết trái đêm qua. Kìa Hải Yến, em hãy nói rõ ra cho anh đây tường tận. Em vẫn vì anh cũng chịu hết trơn. Nhưng đừng tới đây nữa, nghe em sẽ lôi thôi đủ chuyện. Vì vợ của anh bắt gặp xe không hay. Cũng biết sợ à? Hay là đã chán rồi em? Em sẽ nói rõ ngọn ngành là mình có một đứa con. Trời đã giúp em cho em được lần làm mẹ. Em nói cái gì vậy Yến ơi, khiến anh rung rời chân tay. Dạ, em đang mang thai trong bụng đứa con của mình nè anh ơi. Không, không, không thể được. Như vậy là không được đâu em à. Chết anh đâu Yến ơi. Anh sợ hả anh Thái? Anh không biết sợ nữa sao? Nhưng mà em thì đang vô cùng hạnh phúc đó anh Thái à. Đi, đi đi, em về đi, đừng ở đây mà phá hoại hạnh phúc gia đình của anh nữa. Em về đi, về liền đi. Anh đuổi em đó hả anh Thái? Sao từ ngày đầu gặp nhau anh không xua đuổi em như vậy đi? Bây giờ em không nghe tim mình đau quặn thắt từng cơn. Anh ác với mẹ con em lắm anh Thái à. Anh, nhưng mà anh biết phải làm sao bây giờ đây hả Hải Yến? Không cần phải làm gì hết anh Thái à. Vì hôm nay mẹ con em đến gặp anh là lần sau cuối. Để rồi vĩnh viễn xa lão gió sầu rơi. Anh đừng lo lắng nữa thầy ơi, ít phút nữa đây mình sẽ xa rời. Em có vài lời muốn nói cùng anh. Cảm ơn tình yêu mặn ngọt anh dành đã tưởng thành một bào. Biết ai đau lòng hơn ai?
nên em đừng quá hận. Hãy gắng nuôi con khôn lớn nên người, điểm tô lại ba thân môi cười, để tìm bạn đời trong năm. Ai ơi nước mắt em rơi đã đến hồi khô cằn. Rồi kể từ đây con thơ là người bầu bạn, để cùng em vượt qua nắng hạn buồn khổ sớt kia trong quanh quê âm thầm. Anh hãy yên tâm, khi con mình khôn lớn, em sẽ nói với con là gia đang ở phương xa, ở phương xa để kiếm tiền về lo lắng cho mẹ con ta, và rất thương con và mình trọn đời không gặp nó. Xin chúc anh sống vui hạnh phúc với gia đình. Xin biết anh Yến, Yến ơi, trời ơi, lòng anh đau như ai xe. Chuyện không phải như em thấy đâu em à. Anh đã chia tay từ lâu cùng Hải Yến, và không còn vẫn dưng lưu luyến nữa cuộc tình. Chỉ có em với con và mai ông gia đình. Tình em kết tội nhưng xin em đừng bỏ anh sẽ đau khổ suốt đời. Còn nửa tơ dương kể từ ngày anh về nhà gặp em thú tội. Cả Facebook và Zalo điện thoại em thấy không, anh đã chặn Yến từ lâu rồi. Nay vô tình gặp lại nhau thôi, gặp lần cuối để rồi xa nhìn gì. Anh xin thề trong lòng sẽ không còn cái tên Hải Yến, chỉ có gia đình với vợ và con. Anh xin quỳ, anh xin quỳ xuống đây, mong mỗi em hãy bỏ qua lần này. Vì con gia đình bấy lâu mình đắm say, cùng bởi phút giây anh mê sai lầm lạc. Nhung ơi, cuộc đời của anh sẽ thành vô nghĩa
Một khi mất em rồi anh sẽ rất khổ đau. Giờ anh phải làm sao để em rộng lòng tha thứ. Anh hối hận vô cùng khi hạnh phúc gia đình bấy lâu không gìn giữ. Để đến hôm nay mây đen dần vô sắp bao trùm. Đau đớn riêng mang ai sức chia giùm. Khi em lạnh lùng nói lời cay đắng, anh nghe lòng mình quặn thắt từng cơn. Ở trên đời còn có đau khổ nào hơn khi buộc phải lìa xa vợ hiền con nhỏ. Mái ấm gia đình là cuộc đời anh đó, xin em hãy thứ tha lần nữa cho chồng. Giỏi lắm Hải Yến à. Em đã thành công khi đã phá tan nát cái gia đình hạnh phúc ấm êm này rồi đó Yến ơi. Em và con ngày mai lên máy bay qua sân định cư rồi. Người yêu cũ của em bên ấy, anh đã hứa và sẽ bao bọc đỡ che cho mẹ của em đến suốt cuộc đời này đó anh Thái à. Anh chúc mừng cho mẹ con em đi. Chào anh. Alo Yến, Yến, Yến ơi. Trời ơi, tôi đã mất tất cả rồi sao? Trời ơi.